Hai cả nhà, hôm nay là ngày thứ bảy đi. Họ xin chào mọi người, chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Ok, thì hôm nay là bảng điểm danh của ngày thứ ba nè. Thu được 7 viên đó quý. À, nếu một chút xíu tâm trạng hậu pha tôi nhận được cơ bạc thôi nha mọi người. Wow, bất ngờ dễ sợ luôn. Nhưng mà tôi là người biết trễ hơn cấp hậu tôi nhiều á mọi người. Hôm qua tại vì mình có một chút việc công việc ở ngoài cho nên mình rất là bận. Thường thì mình sẽ có hai cái điện thoại với một người. Một cái để chơi game, còn một cái thì để cho công việc. Thì mình đem cái điện thoại cho công việc thì mình đi ra ngoài mẹ. Trong lúc đó thì cái email của chơi game gọi mấy cái tin nhắn trên YouTube nó quá trời luôn mà mình không biết. Mãi cho tới gần tới khi mà tầm khoảng 3 giờ mấy, gần 4 giờ, cứ bà gọi: "Ê bà ơi, bà biết gì chưa?" Tôi nói: "Cái gì vậy bà? Biết chuyện gì?" "Trời ơi, tôi vô tụ với bà, tôi thấy chữ B lỡ nó đó lẹ trên tường kìa. Mà có bạc nữa rồi đó." Tôi nói: "Thiệt không bé?" "Thiệt." "Trời ơi, ủa vậy sao mà, ủa bà chưa biết này á? Nãy là chưa giờ bà không có vô game hả?" "Có, là đang ngoài đồ ồn, chưa có thời gian, với lại đúng đâu có đem cái điện thoại chơi game đâu." Tôi nói: "Trời ơi, nào về á, mở lên đi, quá trời đã rồi." Tôi nói: "Ok." Nhưng mà khoảng 8 giờ tối tôi mới về tới nhà. Ăn uống ngủ nghỉ gần 10 giờ mấy tôi mới vô game được khoảng tầm tiếng và tiếng rưỡi gì đó. Rồi sau đó tôi đi ngủ. Và hôm nay tôi mới làm clip để như là nói là cái tâm trạng vui mừng phấn khởi của mình. Yeah. Từ hôm nay tôi đã chính thức làm bạch ngơ của Play True rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây là cái hành trình rất là dài của mình. Mình cũng chơi game cũng cỡ gần 2 năm rồi mọi người. Tầm khoảng gần 2 năm gì đó. Thì lúc đầu mình không có chơi game này, mình chơi mấy em kia mà cứ còn mình đó, rủ mình vô chơi game Play chú với em để cho em đỡ buồn á mọi người. Thế là mình cũng vô chơi từ từ thích rồi thấy bà kêu mình làm YouTube thì mình cũng làm theo ý của bà vậy đó mọi người. Trời hậu quá, nghe bà nói xong tôi cảm giác nè, vừa vui vừa mừng vừa lo vừa sợ. Vui ở đây là gì, lần đầu tiên tôi làm đối tác của một cái game nào đó, điển hình là Play True. Mà thứ hai nữa là lo là tôi hết được lời biến rồi đó mọi người. Nếu ai đã theo dõi mình lâu thì biết là cái xác suất nghe clip của mình á, nó tùy tâm trạng lắm. Nói chung là nếu mình vui thì mình đăng rất là nhiều luôn, còn nếu mình không có vui hay mà là lúc đó mình đang chán gì đó là mình ít đăng. Nhưng mà nếu mà theo thế lệ của game thì mình cũng phải đăng đều thôi mọi người ơi. Thì đó, vui mừng lo sợ đều có tâm trạng trong cái tâm trạng của tôi. Nhưng mà thì nói chung là làm Play True thì mình cũng sẽ cố gắng. Mình không biết trước là tương lai mình có thể là có được lâu dài cái việc mà làm đối tác của game hay không thì mình không biết. Nhưng mà hiện tại thì mình sẽ rất cố gắng để giữ được cái chữ mà đã đỏ trên đầu này mọi người. Thì hôm qua như mọi người đã biết là ngày đầu là được điểm D phải không? Hôm qua thì mình được điểm C, coi hôm nay mình sẽ được điểm gì nha. Điểm B. Ủa sao lại là C nữa? Ha? Quại luôn, ủa giờ kỳ vậy? Tôi tưởng là nó phải nên chứ mọi người. D, C thì bữa nay phải là B chứ. Ủa sao tôi lại điểm C vậy? Ê, hoang mang nha. Hả? Ê, ai giải thích cho mình được không? Ủa sao kỳ đó? Ê à, chẳng lẽ tôi vô đến độ mà hôm nay tôi được C mà mỗi có khi nhầm người được B là sao ta? Đã có nghĩa là không có đồng đều nhỉ, không có đồng đều rồi. Oh my god. Ok, bây giờ thay đổi phong thủy nghe lâu quá rồi, không biết là mình còn cái chỗ nào mình chưa đi. Thì bây giờ mình sẽ kiếm chỗ đó và mình mở những cái thẻ và những cái món quà hôm nay. Mình không quảng cáo nghe, let's go, tôi đã kiếm được rồi. Bây giờ tôi lâu quá tôi không có vô cái chỗ hả? Chỗ này là chỗ chơi game mọi người. Wow, chỗ này rất là vắng luôn. Hiện tại chỉ có mỗi mình nè mọi người ơi. À, có bạn thế này mình rồi. Thì mong là sắp tới là admin sẽ mở thêm mấy cái đồ top chẳng hạn. Mở mấy cái đồ top để mà lấy giải lấy kim cương nào bây giờ. Kim cương thì ít xỉu à. Thì bây giờ mình sẽ tiêm cho mấy bạn này xong á, thì mình sẽ coi những cái bản cáo ngày hôm nay mình sẽ nhận được những cái thẻ gì nha. Tôi còn thiếu 2 thẻ đó mấy ní ơi. 118 trên 120 mà tới tặng bây giờ vẫn chưa phủ nổi. Chán đời hết sức luôn á. Nói là chứ các bạn, bây giờ mình vẫn còn hơi lạ lẫm với cái chữ bạc nói trên đầu của mình.
Tại bây giờ mình đi ăn cái chữ này á, thì có mấy bạn cứ nghĩ là mình là cái nhân vật xịn sò lắm, nhưng mà rất tiếc mọi người ơi, tôi rất là cùi bắp luôn. Hôm qua mình coi quảng cáo xong mà quên nhận mấy bạn ơi, bây giờ nó dồn lại một cục luôn nè, 714 kim cương nha. Có bạn nào hỏi mình là mà mình quên kênh của bạn ấy rồi, mình chỉ nhớ mang máng là câu hỏi của bạn như thế này nè, là ủa tôi thấy cái kênh của bạn cũng nhỏ, ít người đăng ký lắm mà tại sao bạn được làm mặt nơ vậy? Lúc đó mình đứng hình với câu hỏi của bạn ấy thôi, mình chỉ biết im lặng thôi. Thì theo cảm nhận riêng của mình á, 70% á dành cơ hội cho những kênh lớn để mà phát triển cùng với game, còn 30% còn lại á là mình nghĩ là tạo cơ hội cho những cái kênh nhỏ như mình biết đến á, là mặt nơ như thế nào, trải nghiệm là mặt nơ như ra sao, và bên cạnh đó thì cũng tạo động lực cho những cái kênh nhỏ của mình phát triển á mọi người. Mình nghĩ là vậy, thì mình đâu đó thì một chút may mắn thì nó cũng lọt vào mình. Thì thấy danh sách mà mọi người, nếu có ai để ý cái danh sách thì mình là người Việt Nam mà áp chót cuối cùng trong cái bảng danh sách đề xuất mới đây nè, thì mọi người cũng đã biết rồi, mình là cái kênh nhỏ xíu nhất trong tất cả các kênh lớn ở phía trên. Còn bây giờ mình sẽ cố gắng hết mức có thể để giữ vững tốt cái vai trò partner của mình nha mọi người, mong là sẽ trụ được trong vòng 1 tháng, chứ qua tháng sau mà tập cách là cũng không biết nói làm sao nữa. Lúc có thì vui, không có thì buồn thôi. Cuộc đời không biết trước được mọi thứ mọi người ơi. Ok, thì bây giờ mình đã hoàn thành xong cái dự án Alpha với nhiệm vụ của ngày hôm nay rồi, mà vẫn chưa chạm tới hộp thứ ba. Bên đây thì có 5.675 và cũng làm xong mấy cái nhiệm vụ này rồi, và tạm thời mình sẽ lấy cái thẻ thưởng nha mọi người. Nếu nếu không nếu rồi ơi, thẻ thứ 11 ở gọn cái hộp ha. Coi sống bù nhìn vị khắp. Hôm nay tôi đã lấy được cái tóc rồi mọi người, tóc hai đuôi sao lấp lắm, và thêm một cái Miss Roll nữa nè. Vậy thôi tí xíu mình sẽ mặc cho mọi người xem nha. Chắc là mọi người lấy hộp qua rồi, bây giờ tôi mới lấy nè. Rồi tiếp tục mình sẽ mở thẻ nó nha mọi người. Đôi mắt. Thẻ gì đây? À, chúng ta đang rất hạnh phúc phải không âm xã? Vẫn chưa có nail rồi, vẫn chưa được nail luôn. Ây da, có ai có cái mẹo nào cho mình nail được hai cái thẻ cuối không? Tôi nản với hai cái thẻ cuối của tôi quá mọi người ơi. Oh my god, oh my god, no, không thể nào. Oh man, lỡ nói ra hết mấy thẻ thường này không ra được thế em. Thôi mà, chỉ còn hai thẻ thôi mà, là mớm năng nỉ. Đừng hành xét nha thế, đừng có hành xét tôi như vậy. Vãi luôn á. Không biết là hôm nay tôi có lấy được cái hộp thứ hai của cái cửa hàng này không. Rồi, hiểu luôn. Quay à, ở đây nè, cái gì đây? Mắt chuồn chuồn, vip vip, 5 sao. Lại luôn. Chỉ là không, hôm nay không có chạm được cái hộp thứ hai rồi. Chào 16TH02K11 nha, cảm ơn em thấy giờ đã chờ chị. Chị quay clip thì có hơi lâu lắm em ơi, cho nên chị không có thể nào mà chơi cùng em được. Rồi bây giờ mình sẽ đi di chuyển qua chỗ khác nha. Chỗ này không có hình miếng nào cho nên tôi sẽ đến thị trấn. Rồi bây giờ thì tôi sẽ sao ta? Đúng rồi, lọ cấp bồ đến mọi người ơi. Em hình như đang có hình lại, bây giờ mình sẽ ghé em qua. Trong lúc chờ em qua thì mình sẽ vào cửa hàng và khé xuống với chiếc xe nha. Hôm nay có món mới hả? Cúp liên hoan phim 2023 phương tiện. Hình như cái này mình không có, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không mua đâu mọi người. Tại vì mình có thấy là cái này nó không phải là phương tiện, là nhân vật của mình đứng ở phía trên rồi xoay vòng tròn ở những bốn cái anh đèn nó chiếu lên, cho nên chắc mình không mua đâu mọi người ơi. Rồi thì tới cái Fit Me này quen quá, chắc tôi có rồi nên tôi không lấy gì mọi người. Rồi 12 viên kim cương đổi 300 xu. Để mình xem lại mình còn sót cái gì không đây.
Tiếc quá, đủ 500 rồi, luôn có thể cuối chắc lấy được cái hộp. Thì chắc thôi, đợi ngày mai mình sẽ được lấy cái hộp đó. Cô Minh và mấy cái thẻ nha. Thì hôm nay ai em đậu tặng thêm cho mình cái thẻ nãy giờ mình đưa mấy cái rồi đó. Chúng ta đang rất hạnh phúc. Rồi tiếp đến tôi xem hôm nay tôi tích được bao nhiêu sao rồi. 658 thì còn thiếu 342 mọi người. Nếu hôm nay tối nay siêu là mai có thể mở cái kép một ngàn đó ha. Cái bộ của mình đến rồi nè mọi người. Hello mọi người, đây là cái bộ của tôi mà bà đổi tên liên tục á mọi người. Bà thích là bà đổi mà có đủ 30 kim cương là bà đổi. Rồi bây giờ mình cùng bắt thăm cái hộp vô sen cứu quả nha. Wow. Oh my god. Tôi đố mọi người, đây là cái chiếc xe thứ mấy tôi mở ra nè. Mở free đó nha. Chiếc thứ ba luôn đó mọi người. Tôi vô cho mọi người coi nha. Đây, 1, 2. Ủa, cái thứ ba, cái thứ ba đâu ta? Có cái thứ ba đây. Hú hồn, tôi tưởng tôi nói mà tôi không có chứ. Đây, ba cái. Dạo này sao chiếc xe này mở dễ vậy ta? Lúc mới nghe nó mở rất là chạy chật luôn, rất là khó mở luôn, bây giờ mở rất là dễ. Rồi thì tiếp theo nha mọi người, tôi còn thiếu gì đây? À, vẫn tiếp tục mở lẻ để mong sẽ có được tôm với bạch tuộc nha. Liệu là hôm nay tôi có được một trong hai cái đó không? Mở. Quay có nghĩa là có mới, cái mới. Đúng rồi, ha, như là có hôm nay có sushi bạch tuộc vậy đó mọi người. Mỗi ngày mở một hộp, đến phút cuối mà không có em tôm thì mình xuống 10 lần ha. Rồi, bây giờ thì cậu bà đi đâu vậy? Mới biết nhiều chỗ mà các bà vô kẹt là sao? Ok. Rồi bây giờ mình sẽ mặc nhanh nha. Đây cái tóc hai đuôi xa lấp lánh nè. Rồi kem bích rô nè. Được coi bạch tuộc hả? Bạch tuộc nè. Nhìn nó không hợp thôi bỏ ra nha. Bỏ cái mũ ra nha. Rồi ok. Còn tiếp hai fan idol 1233. Rồi bây giờ mình sẽ vào cửa hàng và bốc thăm luôn cái hộp Winkrown hôm nay nha. Miễn phí 3 lần nè. Hộp thứ nhất, hộp thứ nhất. Nhả ví cho tới đi mọi người ơi. Oh man, lúa quà. Lúa quà. Xinh ghê, xinh ghê cái mới. Hình như cái tóc mình chưa có. Xinh ghê cái tóc. Ôi, cái đồ nó thấp nè. Là sao? Ủa rồi bé đâu vậy? Cái bà này đi đâu nữa rồi? Hello, quay lại, come here baby. Thiệt tình luôn rồi, đang hôn. Cái ví mở chiếc xe kia đang hôn. Tự nhiên mà cứ đi đâu thế? Rồi, hình như còn một hộp nữa. Liệu là một hộp hôm nay nghe chiếc xe nha. Chiếc xe, xin cái ví ở đây. Tôi thấy mọi người đều mở hay chiếc xe. Tôi mở cái bộ rồi cũng chiếc xe luôn. Không phải xe nhưng mà cái tóc mình chưa có nè. Đây là cái tóc đầu tiên của tớ đó mọi người ơi. Mình còn 364 kim cương mọi người. Định tính mở những cái hộp mới sắp tới sẽ có. Nhưng bây giờ mình sẽ ăn mừng cái việc làm đầu tiên mình làm partner. Bây giờ tôi sẽ mở 10 hộp nha. Thôi ơi Alibaba, Alibaba làm xùm ba li. Ồ, cái phạm. Không sao, không sao, cái thảm đừng có em kì. What? Thôi, thôi, thôi. Cái gương. Ôi, cái gì ơi, đừng có double cái kiểu này, chết tôi. Gọi luôn, thứ món có rồi. Cái gì đó. Ôi, đau lòng quá. Chị Nghi ơi, hôm ấy cho mình tour lại thời gian được không? Trả lại kiếm cương cho tôi được không? Chấn động. Double toàn món cũ. What? Hiểu luôn. Ủa? Ê, những cái nón chưa có hả? Cái nón chưa có. Ủa dễ sợ luôn. Món cuối cùng ra cái nón mới. Hiểu. Cuộc đời thật là bi thảm mà. What? Ok, mình sẽ mặc lại cái bộ đồ Winkar nha. Đây, cái nón nè. Hiểu luôn, hai cái tóc. Cái đánh bộ đồ, bộ đồ, bộ đồ. Đây, một em đồ đây. Đôi giày.
Ai dây. Ủa, ủa đâu vậy, mình có mẹ. Mình chắc chắn là mình có hả sao? Để coi. Đây đây, nó ở màu xanh chứ không phải màu nền tím. Rồi, đủ bộ nha. Hiểu luôn. Ăn mừng 10 hộp Winkra của tôi. Nó ra cái gì không ở chiếc xe của tôi đâu. Ông biết đâu, trả kiên cứu lại cho tôi. Ok thì liếm của mình đến đây đơn giản thôi. Hẹn mọi người vào lúc xa nha. Nếu mọi người thấy hay hãy like và đăng ký cho mình nữa nha. Bye bye mọi người. Love you.